Bộ tộc ở Trần hoang dã nhất hành tinh và tục lệ rợn người. Người Dani được coi là bộ tộc ở Trần hoang dã nhất hành tinh còn sót lại vì tập tục sinh hoạt cũng như những tục lệ rợn người. Bộ tộc này được người Hà Lan phát hiện ra từ năm 1938. Tuy nhiên, dù thế giới phát triển không ngừng nghỉ, bộ tộc này vẫn sống theo kiểu hồng hoang, giữ gìn nguyên vẹn bản sắc của dân tộc mình. Họ vẫn ở trong những ngôi nhà tranh, trần truồng và sân bắn kiếm sống. Chế độ mẫu hệ vẫn tồn tại ở bộ tộc này. Người phụ nữ làm mọi việc từ trồng trọt, hái lượm, biến thức ăn đến chăm sóc con cái. Đàn ông chỉ có mỗi việc đi săn và kiếm thức ăn. Xưa kia, người Dani có tập tục săn đầu người. Họ chiến đấu với các bộ tộc khác và cắt đầu kẻ thù về trưng bày như chiến công. Tuy nhiên, chính quyền Indonesia đã gây áp lực lên tập tục này nên đã không còn nữa. Phụ nữ Dani chỉ mặc chiếc váy cỏ, cứ 4 tuổi họ lại mặc một lớp váy. Phụ nữ nào mặc 4 lớp váy, nghĩa là họ đã được 16 tuổi thì đến tuổi lấy chồng. Phụ nữ Dani có thú sầm ngực, họ sẵn sàng chịu đau để có được những bộ ngực đẹp khoe với thiên hạ. Để che chắn và bảo vệ, người đàn ông ở Dani dùng một quả bầu để che đi phần nhạy cảm của cơ thể. Những quả bầu này được gọi là koteka. Chiếc koteka làm từ quả bầu, người Dani thích dùng những chiếc koteka thật to để nhét tất cả mọi thứ từ thức ăn đến đồ đạc vì họ ngại không muốn cho người khác biết mình đang sở hữu cái gì. Hàng năm, cứ vào tháng 8 tại thung lũng Paliem lại diễn ra các lễ hội của thổ dân. Lễ hội tái hiện lại cuộc sống săn bắt hái lượm, các cuộc chiến đẫm máu, các cuộc săn đầu người, những điệu nhảy của thiếu nữ ngực trần mô tả cảnh sinh hoạt ái ân. Hấp dẫn nhất có lẽ là các trận chiến săn đầu người được phục dựng lại trong lễ hội. Các chiến binh đã chiến đấu thực sự bằng vũ khí, máu đã đổ trong những trận chiến này. Đặc biệt, người Dani có phong tục ghê rợn để thể hiện tình cảm với người đã khuất. Các thành viên trong bộ tộc Dani đã cắt bỏ các ngón tay như là một cách họ muốn thể hiện sự đau khổ của mình. Cùng với việc cắt cụt các ngón tay, họ còn trát đất sét và tro lên mặt. Thật là ngạc nhiên khi biết rằng hầu hết phụ nữ là những người phải chịu nghi lễ kinh khủng khiếp này. Chính niềm tin tôn giáo của bộ tộc là nhân tố khiến họ thực hiện hủ tục. Nếu như người quá cố được xem là người có sức mạnh quyền lực, thì họ tin rằng linh hồn và tinh thần của họ cũng sẽ có sức mạnh và quyền lực như vậy. Những người phụ nữ trong gia đình có người chết là người phải cắt bỏ phần đầu của các ngón tay. Trước khi bị cắt, các ngón tay sẽ được buộc chặt bằng một sợi dây cao su trong khoảng 30 phút, mục đích là để làm cho phần đầu ngón tay bị tê liệt và không còn cảm giác đau. Sau khi đã cắt xong, các đầu ngón tay sẽ được gom lại và phơi khô rồi đốt thành tro. Số tro này sẽ được chôn ở một nơi đặc biệt. Những năm gần đây, hủ tục lạc hậu này đã bị ngăn cấm, tuy nhiên rải rác đâu đó vẫn xuất hiện những người phụ nữ với ngón tay bị cụt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để tiếp tục cập nhật những bản tin thú vị khác. Xin chào và hẹn gặp lại!